on start. Ok, thì mình xin chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của mình. Thì hôm nay mình sẽ làm clip về cây Rainforest HK433, một trong số cây AR. Một trong số cây AR mới được đưa vào contract đợt vừa rồi. Ui, đừng lag nhá. Vậy anh em thấy vậy, pinh quá. 4 lít. Ui giời. Thì đây là tổng thể của em nó. Thì như anh em thể thấy thì mình có lắp thêm cái xuyên giáp của cây này rồi để cho nó tăng sát thương từ 9x lên trên 100. Ngoài ra thì cái ống ngắm thì vẫn dùng cái ống ngắm chính của súng. Thì cùng với KNM M17 cũng như là Kentec RDPC thì đây là cái súng em có thể chuyển đổi giữa tâm ngắm gần và tâm ngắm xa bằng phím E. Đó, em thông cảm mạng hơi lag. Tiếp có ông nào cầm một cây scout bắn căng thẳng thế nhỉ? Tình hình của cây này ping nó rơi khoảng 4 lít. Em thấy không, phần này ping 4 lít vẫn có mạng. Thì mình cũng chưa nâng cấp được full con hàng này thì chắc phải. Ui giời, lag. Thôi xong rồi. Lag đúng lúc vậy. Thế mình xin giới thiệu lại một chút thì đây. Thì anh em thể nhìn sơ qua về cái lớp skin Rainforest của cái cây súng này. Nó có cái dòng chữ Usher trên cây trên cái dây dù mà được buộc trên súng. Ở đây có một cái bức ảnh bị che mất bởi cái móc của cái sợi dây dù này. Đó. Băng đạn cũng được bọc carbon này cuốn dây dù luôn. Nhìn trông khá là chất. Thì tổng thể khi anh em lắp cái ống ngắm kia lên vãi hàng thế nhỉ, sao bật tâm lên thì không được nhỉ? Thì nó sẽ như này. Đó, thì mình sẽ chuyển qua lắm bằng cái holo để nó tiện hơn. Úi dồi, lag. Khiếp, lag phát người trôi hẳn một đoạn luôn. Vào đầu nhưng không headshot. Ảo thật. Thì súng có tiếp mình bật tâm lên rồi nhưng mà ui lại lát. Bật tâm lên rồi nhưng chưa ăn thua. Thì súng có 45 viên thì anh em cứ để tự tin sấy mọi cái địch. Thì đừng. Hơi lag. Headshot. Không biết tình hình lạc mẽo chỗ anh em thế nào nhưng mà sự full dam. Phát đấy biết thế bắn nốt bởi vì mình nghĩ cũng không đạn để solo với cái ông cầm cây. Ô, ông kia bị lag à? Trong cây Cobalt Kinetic. Sao bắn ảo thế nhỉ? Em chờ chút nhé, mình xem nào. Hiện tại mới có 12 người, 4 người nữa thì mới full được rồi. Khiếp, cầm một cây Scout phiên bản Special bắn ghê phết. Xanh xanh xanh. Quả súng sát thương khá là cao anh em. Bắn xuyên gỗ thì vẫn ok. Tiếp đáp bom xăng ghê thế. Thôi đấy. Nập như thế vẫn bị ăn đạn. Thì chắc phải ui lát. Tình hình nếu mà khả quan nhất thì khoảng rơi khoảng
cuối tháng 6, à quên, khoảng giữa tháng 6 thì chúng ta mới thể có được đường truyền thí nghiệm tốt được. Ôi ôi, la 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 la. Phần đấy lag phát ăn một lúc bao. Không biết là anh em nào có từng thử chơi game ở cái mức mà tín hiệu đường truyền không thể nói ối rồi như mình chưa. Nếu mà anh em nào đã từng trải qua chơi game ở cái mức ping nó là ối rồi như này thì rất mong anh em chia sẻ cảm nhận dưới phần comment nhé. Thì xem nào, mình sẽ test kiểu ngắm xa chắc ở đây được đấy. Ôi cái đoạn này nó vướng cái đống rơm, thì ra sẽ có một cái trường hợp là anh em sẽ đi ra trước một tí thì mình ngắm được nhưng mà đồng thời sẽ bị lộ người đấy. Đây là cái điểm mà thiết kế khá là hay để tránh anh em đứng cam ở cái phía bên đấy, nhưng trên thực tế anh em có thể đứng ở chỗ bức vách thì cũng được. Không, ui hồi sinh là đúng lúc thế. Ô pha đấy súng hơi giật, mình thì chưa unlock được cái tay cầm, thành ra là bắn hơi bị trời đất hỡi một tí. Anh thấy nhá, pha đấy mình xí vào đầu nhưng mà kiểu mạng lát. Khó chịu nhỉ. Mình ra cần tìm chỗ để đấy, test được một pha bằng ống ngắm xa đây. Pha đấy mình đổi sang cái holo, khả năng cao là ăn được cái bát cầm cây Malin rồi. Ok, mình chuyển qua cái holo phát. Ui, súng đồ rồi. Rồi ôi, mạng mẹo này. Kiểu từ lúc mà phát hiện kẻ địch cho đến lúc anh em giơ tâm lên là đủ để anh em nằm xuống rồi. Bắn không tâm cũng ok phết. Ông này chắc là bị lag. Phát đấy làm gì có chuyện. Chiếc đầu bé thế. Chứ làm gì chuyện cầm cái cây AK Alpha bắn không ấy được. Để phần này đứng im một lúc rồi cho Bucky bắt Slakin vào. Ui lag. Nhìn chung thì đây của em hàng khá là ngon anh em. Nếu mà có điều kiện cứ nên sở hữu. Đạn nhiều đam to. Ở phần đấy mình bắn vào đầu nhưng mà không hiểu tại sao. À không, chắc Bucky nếu bắn không ngắm thì chắc vẫn ăn rùa vẫn ăn được ấy. Ui rồi hai bên hai quả lửa. Ô tiếp đầu của mấy cái skin này khá là bé, bắn khó thì khó. Và nay bắn thì còn hiền, còn không hết shot nữa. Và cuối đạn nó găm vào người với ảo. 6 viên à? Thì mình tìm chỗ thay đạn cái đấy. Ui lag 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 đừng. Bình này chơi đúng rồi. Địch cao đấy. Thôi nhá, ui 3 Z. Nhìn chung counter được mấy con hàng mà tiếp. Thò mặt ra phát đi luôn. Mấy con hàng mà đam to thì anh em không cần giáp xịn bắn nào. Mãi mới đi. Ui xùi ui, anh em thấy pha về ăn rùa không? Phát phát này thì không rùa nữa. Làm phát là 4 mạng mà là già thế. Ủa đã hết trận rồi.
phòng hơi ít người, thành ra mình cũng chưa test được nhiều lắm, nhưng mà đại loại là nó sẽ là như thế. Thì đây một cái súng khá là ngon và khá là đáng để cho anh em sở hữu. Tất nhiên là với điều kiện là internet tốt và mạng ok thì anh em có thể thi triển kỹ năng và triển khai sức mạnh được. Ok, thì mình xin cảm ơn các bạn đã theo dõi hết video của mình. Thì nếu các bạn thấy hay thì hãy cho mình một like và đừng quên đăng ký kênh để luôn đón nhận những video mới nhất từ kênh YouTube của mình. Và mình xin hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.